Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi quý sửu 1973 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? 1. Tổng quan về tuổi quý sửu 1973 nam mạng năm 2022 nhâm dần. Nam mạng năm 1973 tuổi quý sửu tức tuổi con trâu, thường gọi là lan ngoại chi nhưu tức trâu ngoài chuồng. Mệnh mộc tang đố mộc nghĩa là gỗ cây dâu. Mệnh mộc gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim kim khắc mộc mộc bị hại không tốt. Địa chi sửu gặp dần bình thường. Thiên can quý gặp nhâm bình thường sao chiếu mệnh, sao thái dương, cát tinh, chủ về phú quý, làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Vận hạn, hạn toán tận, đại hạn, hạn bệnh nặng, hao tài. Vận niên, thử quy điền. Thái tuế năm 2022, không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022, không phạm kim lâu, bản mệnh có thể kết hôn, cưới hỏi. Hạn Hoang Ốc năm 2022, Phạm Hoang Ốc Ngũ Thọ Tử, bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. 2. Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2022 của người tuổi quý sửu 1973 nam mạng để biết năm nhâm dần bản mệnh phạm sao gì và cách hóa giải vận hạn. Trong quan niệm, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Hệ thống cửu diệu bao gồm 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại một lần, bao gồm Sao Cát Tinh gồm Sao Thái Dương, Nhật Diệu, Sao Thái Âm, Nguyệt Diệu, Sao Mộc Đức Mộc Diệu. Sao Trung Tinh gồm Sao Thủy Đức Thủy Diệu, Sao Thổ Tú Thổ Diệu, Sao Vân Hán, Vân Hớn, Hỏa Diệu. Sao Hung Tinh gồm Sao Thái Bạch Kim Diệu, Sao La Hầu, Sao Kế Đô và 9 sao chiếu mệnh ứng với 8 niên hạn trong năm là, hạn huỳnh tuyền, tam kheo, ngũ mộ, thiên tinh, toán tận, thiên la, địa võng và hạn diêm vương. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm mỗi năm sẽ ứng với một vì sao chiếu mệnh mà bản thân năm đó sẽ gặp được thuận lợi hoặc trắc trở. Sao chiếu mệnh đi kèm ứng với nó là hạn tốt hay xấu của một người trong năm. Nếu gặp sao chiếu mệnh tốt thì năm đó được xuôi trèo mát mái. Nếu sao chiếu mệnh xấu, sao hạn xấu thì người ta phải cúng sao giải hạn để được an lành. Vậy, trong năm 2022 người tuổi quý sửu 1973 nam mạng gặp sao nào chiếu mệnh và gặp vận hạn gì? Nam và nữ sinh năm 1973 tuổi quý sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là lan ngoại chi nghiêu, tức trâu ngoài chuồng. Mệnh mộc tang đố mộc nghĩa là gỗ cây dâu. Theo tử vi ngày nay, tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng trong năm 2022 là 50 tuổi bị sao Thái Dương chiếu mạng, hạn toán tận và vận niên thử quy điền. Sao Thái Dương tốt hay xấu? Sao Thái Dương thuộc hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành Hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời, thuộc hành Hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống Cửu Diệu niên hạn khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Những tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh. Làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiện hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát đối với thế hệ trẻ gặp năm hạn này học hành thông minh sáng suốt thường có thành tích học tập tốt thi cử đỗ đạt cao vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh đường đường chính chính mới gặp cát lợi nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại giống như sao thái bạch là hung thần hao tốn của cải nhiều quan điểm cho rằng sao thái dương chỉ hợp với nam giới không hợp với nữ giới tuy nhiên với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn nữ giới cũng gặp may mắn tuy nhiên không bằng nam giới Ba Vận hạn năm 2022 của tuổi quý sửu 1973 năm mạng. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùm hạp thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, chúng ta không thể bỏ qua một câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau. Toán tận vận đến thình lình. Đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó, nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đà, hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn có thể bị cảm mạo trúng gió bị cướp giật gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông lao động hoặc ẩu đả thương tích kẻ xấu hãm hại căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn thiệt hại nặng nề về tài sản tiền bạc sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi với những người trong năm gặp hạn toán tận thì cần thực hiện theo những điều sau thứ nhất tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường dù cho là đi làm ăn đi chơi đi du lịch hay bất cứ đâu như vậy không những tránh được hạn cướp bóc giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình thứ hai trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn kẻo sẽ bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc sức khỏe thứ ba luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả thứ tư không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông thứ năm hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa năng thất thường đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trau dồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Siêng năng chú đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. 4 vận niên năm 2022 của tuổi quý sửu 1973 năm mạng. Thử quy điền là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa, đây là điểm báo bản mệnh có một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Trong năm này bản mệnh hầu như định làm việc gì thì cũng đều gặp được quý nhân giúp đỡ, hợp tác với người thì được tin dùng, đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công. Bản mệnh trong năm nay may mắn kiếm tiền bạc dễ dàng có hoạnh tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận và kín đáo. Ngoài ra, trong năm bạn gặp được bạn tốt và còn có tin vui hỷ sự. Tình cảm năm này của bản mệnh tiến triển rất tốt, hai người chìm sâu đậm trong tình ái, tình cảm đậm đà viên mãn. Năm Tuổi quý sửu 1973 năm mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh, năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng tuổi tỵ năm 2022, tuổi tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm sung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi quý sửu 1973 nam mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi quý sửu 1973 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? hạn tam tai chính là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Quý Sửu, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Hợi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi quý sửu 1973 nam mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng đó là Kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán ra bạn sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì, 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi quý sửu 1973 nam mạng là 50 tuổi không phạm tuổi kim lâu. Năm này bản mệnh có thể kết hôn, cưới hỏi. 8. Tuổi quý sửu 1973 năm mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư một là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi quý sửu 1973 nam mạng là 50 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc ngũ thọ tử. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.